Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh tiếng thức của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một ngôi nhà. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để mình cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Mình sẽ sử dụng những cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Và đây là bộ bút chì màu của mình. Và đây là bức tranh của mình nhé. Mình sẽ sử dụng đến màu xanh, dùng để tô cho hàng cây này ở bên hai bên nhà nhé. Cái để giữ cái đế chị, máy ảnh chị có thấy không? Chị không lấy bất cứ một cái gì ở đấy cả, chị để nguyên như dứa luôn. Rồi mất cái đấy làm sao bỏ cái máy ảnh được? Nơi đâu nhỏ, làm gì có ai tháo cái gì đâu. Không dùng chị lấy chị lấy ra thì chị cầm đây mà chị thấy không dùng nữa thì để nguyên lấy, còn cái này mua mới thì chị dùng cái này rồi giờ luôn. Yến cũng không sọc được cái đấy. Nó là cái này à? Em ơi, cái này đúng không? Có nghĩa là cái để cặp điện thoại như này à? Hay là cái có gì? Một cái kiểu đến như này nhưng mà hình chữ nhật này. Thì em gắn vào cái đế của máy ảnh thì nó mới giữ được. Nó có bộ của nó rồi. Không có trong đấy. Không có gì trong đấy cả. Chứ là nó chỉ thiếu mình cái hình vuông vuông này, hình tròn tròn này thôi à? Vâng. Còn đâu, còn nguyên cả à? Vâng. Thế đi đâu nhở? Chị không tháo cái gì ở đấy cả. Không tháo bất cứ một cái gì trong đó hết. Và mình sẽ tô lần lượt phần cây này nhé. Thế mình sẽ sử dụng cái màu nâu để tô cho phần thân cây nha. Mình sẽ sử dụng cái màu vàng để tô cho phần cửa sổ này nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh nha, để tô cho cái phần chi tiết của ngôi nhà. Màu xanh này của mình là màu xanh da trời nhé.
Mày mình sẽ tô lần lượt cho hết cái phần ngôi nhà này nha các bạn. Với màu sắc đó là màu xanh nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đèn màu đỏ để tô cho phần cánh cửa nhé. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình ngày hôm nay rồi nha các bạn. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh về một ngôi nhà đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu nào của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh về ngôi nhà này nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kết thúc của mình nha. Xin chào, gặp lại.